Làm gì đấy ạ? Sao lại dọn đồ của bố? Bố mày không ở đây nữa thì chẳng gửi đồ cho bố mày dùng thì sao? Thế mấy hôm nữa bố về thì sao hả mẹ? Nhà này không phải chợ Đồng Xuân, mà thích vào thì vào, thích ra thì ra nhá. Còn cả mày nữa đấy. Con làm cái gì ạ? Mẹ cấm mày gặp bố. Cái thứ đàn ông ấy thì không làm được gì cho con cái cả, nghe chưa? Nhưng mà con cần bố giảng bài cho con. Con sắp phải thi rồi. Môn nào để mẹ tìm thầy cho. Còn mẹ cấm mày không được gặp bố. Mày mà gặp bố, mẹ cho mày ra khỏi nhà luôn. Thôi, đi học đi. Mẹ vô lý lắm. Lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi. Tôi nhịn nhục anh như thế này là đủ lắm rồi đấy. Ăn đi Bon. Cũng cảm ơn mẹ. Con ăn đi. Vâng, con xin. Con mời mẹ. Mẹ mời con. Bon, có ngon không Bon? Ngon mẹ ạ. Thế mẹ ơi mẹ, thế mẹ có phần bố không? Không con ạ. Bố gọi điện thoại về, bố bảo hôm nay bố đi tiếp khách rồi. Uầy, sướng thế. Bố được ăn món ngon như vậy sao? Sướng cái gì? Bố có thích ăn cơm ở quán đâu. Bố bảo là bố thích ăn cơm ở nhà cơ mà. Ừ, đúng đấy con ạ. Bố phải đi tiếp khách chứ có sung sướng gì đâu. Chán đấy. Hôm nay bố lại về muộn à? Sao? Thế con định hỏi bài bố à? Em này. Anh. Bố em thế nào rồi? Dạ, bố em cũng đỡ nhiều rồi anh ạ. Thế à? Kiều này, anh gửi cái này cho cụ để cụ bổ dưỡng sức khỏe, em cần giúp anh. Ơ kìa, anh đã giúp được gì cho anh đâu ạ? À? Nào, em cứ cầm đi cho bố nhé. Cầm đấy, để cụ thuốc thang. Bao giờ mình đi châu Âu ạ? À, để tháng sau anh học công việc năm tới rồi anh tính. Lâu thế? Hay là dịp cuối năm nay vợ chồng mình tranh thủ đi đâu đấy, gần đây thôi, mấy ngày cũng được. Sang Thái Lan hay là sang Singapore gì đấy? Anh sợ là không đi được đâu em ạ. Em thấy đấy, cuối năm em thì bận hàng Tết, rồi còn họ hàng hai bên, nội ngoại. Anh thì bận tổng kết nội bộ, rồi đối ngoại, anh em người ta đến, rồi trực lãnh đạo. Có vấn đề gì, anh em ới anh ngay. Rồi ra Tết, lại gặp gỡ đầu năm. Mình là lãnh đạo, không thể vắng mặt được em ạ. Chán thế, anh lúc nào cũng bận. Nhiều lúc, anh cũng thấy quá tải, muốn trốn đi đâu đó. Anh này,
Thế đi châu Âu, vợ chồng mình sẽ sang những nước nào ạ? Thì mình sẽ đi mấy nước gần nhau. Xin visa vào châu Âu được rồi thì mình đi nước nào cũng được em ạ. Em muốn sang Ý lắm. Mình sẽ qua Verni, ở đó vừa đẹp mà thời tiết cũng dễ chịu anh ạ. Rồi vợ chồng mình sẽ vòng ra Verona. Anh biết không, hôm trước ở TV phát hẳn một đoạn dài về Verona, về nhà của nàng Juliet ấy. Ở đó có một bức tường viết đầy những câu thơ về tình yêu mà ai đến đó cũng viết lên đấy. Tôi bảo hai đứa nó mở cửa cho tôi. Mà sao cô ác thế? Anh còn phán xét tôi nữa. Con kia hiền lành, nết na phải không? Anh cút đi, đến với nó đi. Bích này, cô quá đáng lắm rồi đấy chứ. Tôi nói cho cô biết, cái nhà này là nhà của chúng. Tôi vẫn là bố của hai đứa, cô không có quyền cấm. Đợi ra tòa phán xét đã. Nhưng trước khi ra tòa thì tôi cấm anh không được đến đây. Anh không đủ tư cách để dạy dỗ các con. Sao cô cứ mở miệng nói năng độc địa? Cô sẽ dạy con tôi thành cái giống cái gì hả? Anh yên tâm, tôi sẽ không dạy các con anh thành những thằng đàn ông khốn nạn, lừa dối, bồ bịch, mang tiền cho gái. Được chưa? Cô dám? Anh còn dám đánh tôi á? Được, đánh đi, đánh đi. Bình ơi, Minh ơi, xuống mà xem bố mày đây này. Đi theo gái, bây giờ còn hành hạ mẹ mày đây này. Bùa bịch trai gái, còn lên mặt dạy đời à? Đồ đạo đức giả, đồ vô tích sự. Cút đi, cút đi. Bố mày phải không? Được, nếu thích đi theo bố mày thì tao cho đi luôn. Đi, 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 đi.